Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay xin giới thiệu các một chiếc xe dòng Mountain Bike đến từ thương hiệu của Gian. Đấy, chiếc xe Gian XTC 800, một mẫu xe địa hình rất là quen thuộc tại cửa anh em. Được sử dụng bộ cấu hình của Subaru DOJ và bộ khung Alu X siêu nhẹ các bác nhé. Giờ mình sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, hôm nay chiếc xe Gian XTC 800 về với tông màu là màu ghi đen các bác nhé. Điểm nhấn là màu xanh nước biển của chữ Gian, chữ XTC. Màu rất khỏe xe các bác nhé, màu rất là thể thao. Với dòng xe XTC 800 thì luôn được đi dê sườn. Xe màu được phối rất là hài hòa và khỏe, rất là khỏe, rất thích hợp các bác mà yêu thích những tông màu tối thì chiếc này rất là phù hợp. Mình sẽ lướt qua hình thức đây. Cái này là cái chắn xích, không để xích chạm vào khung nữa nhé, đỡ bẩn khung. Em để nguyên có thể về xong rồi bỏ ra. Chiếc xe có size S với bộ khung Alu X SL. SL là Superline siêu nhẹ. Với bộ khung của xe Gian thì không còn gì bàn cãi về chất lượng mà. Gian nổi tiếng nhất là về làm khung. Với bộ khung rất là chất lượng, nhẹ và bền. Xe được đi rèm sườn quá nhé. Với bộ vành đặc trưng của hãng Gian, XTC 800. Dòng XTC là 27,5 quá nhé, to hơn bản vành 26 thông thường. Xe ghi size S. Xe được trang trí trang bị 10 tầng lip và củ đề của Subaru DOJ. Mayer của hãng Gian có nhé. Đùi đĩa của hãng Gian. Phía bên trên đây có thể thấy yên của hãng Gian. Trên đây là các bác có thể thấy phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian, tay nắm cao su của hãng Gian luôn các bác nhé. Và bộ tay bấm xả của Subaru DOJ. Mười tầng lip và ba đĩa cho xe 30 tốc độ cùng với bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Phía bên tay phải em đây có thể thấy khóa sóc hành trình trên tay, rất là tiện dụng, các bác không phải cúi xuống để khóa sóc nữa, mở đóng khóa ở trên này. Phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Thông số vành là 27,5, lốp là 2.1, lốp bản to, lốp Maxxis thôi nhé. Máy ở trước của hãng Gian. Phía bên dưới gầm đây có một số cái mã
mã khung. Đây đùi đĩa chụp rỗng. Đây một mẫu xe địa hình rất là quen thuộc tại cửa hàng bên em. Xe rất là nhiều rồi. Phía bên trên đây có mã QR code chính hãng của chiếc xe này. Xe có size đứng là 41. Ngang là 53 mấy nhá. Vừa qua từ 1m6 đến 1m7 như vừa chiếc xe này. Cùng xe ghi size F. 1m6 và 1m7 như vừa. Với 10 tầng lít. Lên lít. Phủ đề của Shimano DOJ. Xuống lít. Phủ đỡ rất tốt. Trên tay phải một đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng của hãng Giang. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi, phanh đĩa rồi thì được, phanh rất là ăn. Với chiếc xe này thì có giá tốt hơn những chiếc xe XTC 800 trước đây em về. Mà chiếc xe chỉ có giá 9,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc của Vinfast, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp, nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào và các bác theo dõi chào.